Chào anh em nhé, chào mừng anh em đến với lại shop online Tân Ánh Ngọc Ánh nhé, từ Nghệ An Tân Yên Bắc Giang. Như các bác thấy trước mặt các bác đây là một bộ quần áo bắt hông, giới thiệu cho các bác một lô hàng mới, số lượng nhiều, quần áo bắt hông cao cấp nhất hiện nay mà shop mới cập nhật, mới nhập được nhé. Loại cao cấp nhất cho các bác đó là loại quần áo bắt hông có quạt, có hai quạt nhé. Thì đây là cái video, là video đầu tiên tôi giới thiệu là có lô hàng quần áo bắt hông cao cấp về phục vụ anh em trong mùa bắt hông 2019, và sẽ giới thiệu sơ cho các bác về cái bộ quần áo bắt hông cao cấp này để các bác nắm được. Đầu tiên trước đó là cái phụ kiện đi theo của bộ này, bao gồm sẽ là một cái kính chống bóng đáy theo đúng tiêu chuẩn luôn, mặt kính bằng thủy tinh sáng trong veo luôn các bác nhá. Một cái khẩu trang mà giống kiểu như là mặt nạ chống độc nhá, để cho các bác đeo vào tránh nhau cái đáy vào miệng ấy, khẩu trang giống như mặt nạ chống độc. Một đôi găng tay bằng cao su, đôi này bổ sung thêm cho các bác để các bác mà có đi làm ong đất thì các bác phải đeo thêm vào, còn nếu ong bỏ với ong đường thường thì không cần nhé. Đây là phụ kiện đi theo, đây là túi đựng của nó nhé. Và cái bộ này trọng lượng của nó sẽ nặng 4,6 tới 4,7 cân nhé, 4,6 4,7 đấy. Một bộ này cả hết cả phụ kiện cả cái túi ấy, cân đây là 4,6 cân, và giá thành của nó thì là 1,5 triệu các bác nhá. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ cho các bác để các bác nắm được này. Tôi giới thiệu từ trên ủng, từ dưới trở lên nhé. Ủng này, ủng chất liệu bằng nhựa bằng cao su mềm, cao su rất là mềm, nó không cứng như bộ kia nhé. Bộ này bộ ủng mềm, các bác hình dung nó mềm như là ủng cấy ấy. Đấy, neo trèo ủng này cũng rất là dễ trèo ấy nhá. Số của nó thì nó sẽ có số là 39, 40, 41 và 42. Tôi đang giới thiệu bộ này là bộ số 39 các bác nhé, số 39. Đó là đầu tiên là ủng này, và cơ cấu của nó là ủng cũng sẽ may liền với lại bộ quần áo bằng cái đường dập gân dập nhiệt này, may liền hết nhá. Và chất liệu bộ quần áo này ấy, là bằng da và màu đen, da cực kỳ là dai đấy. Thì bây giờ găng tay của nó là găng tay bằng cao su, găng tay dày. Đấy, đối với găng tay này các bác làm ong đất thì các bác vẫn phải bổ sung thêm một găng tay ở phía trong nữa. Đấy, găng tay bằng cao su này mềm là thuận tiện cho các bác cắt ong bò vẽ nuôi nhá, rất là dễ cắt. Và bộ này nhiều ô thoáng, rất là nhiều ô thoáng nhá. Đằng trước này có hai ô này, mỗi bên một ô nhá. Đấy, ngay trên chỗ có ống tay này cũng có một ô nhá, hai bên. Đấy, mỗi bên là có một ô. Ở phía dưới chân ngang với đùi gối một ô nhá. Đấy, một ô thoáng này hai bên nhá, hai bên. Riêng ô thoáng trước mặt này, ô thoáng trên mặt này là bằng lưới hai lớp, lớp trong lớp ngoài, ở giữa là có cái vòng tròn để cho nó cách hai lớp này ra, và đồng thời là bổ sung thêm cả một cái miếng nhựa này nữa, miếng bóng nhựa này nữa để chống ong đái. Đấy, chống ong đái nhé các bác nhé. Còn đấy là mặt trước, giờ đến mặt sau này, mặt sau các bác này rất là thoáng luôn, bốn ô thoáng bốn góc. Đấy, một ô thoáng chính ở giữa có thiết kế cho các bác cái quạt, có được cái quạt đây, quạt chạy điện DC 5V nhé. Và ở trên đầu hai bên này là hai ô khoáng, trên đỉnh một ô, và ô trên đỉnh này là thiết kế quạt cho các bác nhé. Đấy, ô trên đỉnh này thiết kế quạt nha, ô trên đỉnh này thiết kế quạt này. Rồi, đây là các bác nắm sơ được cái bộ của nó. Hàng này là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, cao cấp ở cái chỗ là nó mang rất nhiều tính năng ưu việt này, ủng mềm dẻo dễ trèo, chất liệu thì là bằng da dày chống ong đốt xuyên, kiểu cách khóa là khóa chéo từ mang tay xuống, cái khoảng này nó rộng, các bác mặc nó dễ chui vào lắm nhé, nó rất là dễ mặc. Đường may đường chỉ rất là chắc chắn, may hai lớp luôn đấy, may hai đường luôn đấy nhé. Và đây là cái quạt của nó này nhá, quạt của nó này, quạt này là cắm thẳng vào quả pin sạc dự phòng của các bác để các bác dùng. Nhưng mà lưu ý nhá, quả pin sạc dự phòng ấy thì các bác phải tự mua, ví dụ như này này, ví dụ như quả này là các bác phải tự mua nhá, nhưng nó sẽ không có sẵn được các bác đâu, không có sẵn theo. Đây, cắm vào cái này chạy luôn. Đây chạy rồi các bác này. Đấy, nhá, cắm vào cái này chạy. Và cái này ấy, là lấy ra rất là dễ nhá, nó có miếng dán này, các bác phải lấy được ra luôn. Đấy, lấy ra ngoài luôn, cực kỳ là dễ luôn. Đây,
rất là dễ. Cắm vào DC 5V này. Đó. Này các bác nhá. Nói chung là cái quạt này khi là các bác mà bị hư hỏng, bị cháy thì mình lấy quạt khác mình thả vào là được. Nó rất là tiện. Dán thả vào dán là cái là xong luôn nhá. Đó. Và trên đỉnh này có một cái quạt nữa. Đây. Trên đỉnh có một cái quạt nữa các bác nhá. Đó. Khi các bác mặc vào là cắm điện vào là quạt nó quay thổi hơi từ trên đầu thổi xuống mát mặt mình này, hơi thổi từ phía lưng thổi ra mát người này, và đặc biệt là nó sẽ thiết kế cho mình một cái ô đây này để mình để pin ở phía trong này, thiết kế cho mình một cái ô túi đấy, mình thả pin vào trong này nhá, thả pin trong này. Thế còn về chất liệu cái này thì các bác yên tâm đi, rất là dày đấy, đây này, nó là da nỉ ấy, ngoài là da, trong là lớp lớp nỉ, lớp bạt này, chống ong đốt xiên đấy, hàng này cực kỳ dày nhá. Cái này dày nó không phải là dày lắm nhưng mà rất là dai, nó dai, nó chắc, nó chống ong đốt xiên chứ nó không phải là dày cộp, không phải dày bình đâu. Cái bộ này là rất là chắc chắn rồi đấy. Cái này là cái hàng gọi là hàng cao cấp nhất hiện nay, đã bứng nhiều tính ưu việt của nó nhá, thoáng mát, nhiều ô thoáng, có cả quạt luôn. Đây là một cái clip ngắn để giới thiệu sơ cho các bác về cái hàng quần áo bắt ong cao cấp nhất hiện nay mà shop đã cập nhật được nhá. Đấy. Còn quần áo bắt ong có quạt nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhá.